Nhìn từ trên cao, có thể thấy các nhà thầu huy động rất nhiều máy móc, thiết bị để thi công cầu Nhơn Trạch. Đây là một trong những dự án thi công xuyên Tết trong những ngày qua. Phía bờ thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu phụ là công ty Trường Thành đã huy động hàng trăm máy móc thiết bị để thi công các khâu như khoan cọc nhồi các trụ, sản xuất cấu kiện, ống lồng thép. Không khí trên công trường nhộn nhịp như đang chạy đua với thời gian. Vì vậy, dù dự án mới triển khai thi công hơn 3 tháng, nhưng tiến độ thực tế trên công trường đã rất ấn tượng. Công ty Trường Thành triển khai thi công phía bờ Hồ Chí Minh thì hạng mục chính của cọc khoan nhồi là đường kính là 1m2. Số lượng cọc khoan nhồi đến nay khoan được 54 cọc và sản lượng đạt đến nay là được 26 tỷ. Thì từ thời gian mà thi công đến nay thì nhà thầu thi công xuyên Tết, cán bộ, kỹ sư, công nhân, máy móc thiết bị tập trung tại công hiện trường để triển khai thi công xuyên Tết. Thì công tác thi công liên Tết thì cũng được đảm bảo tiến độ, cam kết với chủ tư. Cầu Nhân Trạch là một hạng mục thuộc dự án thành phần 1 của đoạn Tân Vạn Nhân Trạch, tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, với tính chất kết nối liên vùng, vì vậy việc dự án được đẩy nhanh ngày nào càng có ý nghĩa ngày đó. Với vai trò là nhà thầu chính, đại diện công ty Cung Hồ đã cho biết đã có những kế hoạch chi tiết về các mốc tiến độ và sản lượng thi công trong tháng tới và kế hoạch cho cả năm 2023. Hiện tại thì có 62 trang thiết bị máy móc đang hoạt động và 120 kỹ sư và công nhân đang thi công tại công trường. Và ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà thầu cũng không ngừng thi công mà thực hiện theo phương châm là 3K 4 kíp. Cho nên là tiến độ nhà thầu đặt ra trong năm nay là hoàn toàn không có vấn đề. Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch có điểm đầu đường giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vượt sông Đồng Nai, kết nối vào điểm cuối là tỉnh lộ 25B, từ đó kết nối vào đường dẫn sân bay Long Thành tỉnh lộ 25C và cao tốc bến lức Long Thành. Toàn dự án có chiều dài hơn 8,22 km, trong đó cầu Nhân Trạch có chiều dài hơn 2 km nối thành phố Thủ Đức với thành phố Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 6.905 tỷ đồng. Tại buổi kiểm tra hiện trường dự án chiều 29 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu tập trung huy động thiết bị, nhân lực làm 3K 4 kíp, phấn đấu hoàn thành cầu Nhân Trạch trước 6 tháng, đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025.